Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay rất là vui được giới thiệu đến các bác cái dòng siêu chép siêu dị, nó siêu khổng lồ. Vâng, đợt vừa qua bên em vừa hết hàng mà chờ mãi không về. Vâng, bây giờ bên em đã về được vài đôi và em quay luôn video và thông báo đến các bác. Vâng, dòng chép JBL sách tay hàng bãi Mỹ luôn các bác ạ. Vâng, dòng này nó rất là hiếm vì là về mỗi lần số lượng rất là ít và có những đợt em hết hàng tháng không có và các bác chờ cũng rất là lâu. Vâng, thì dòng này nó siêu dị ở chỗ là nó được bảo vệ bởi cái phân tần chống cháy đang rất đặc biệt phía đằng sau. Phân tần này chống cháy tuyệt đối luôn các bác ạ. Vâng, đây các bác quay cận cảnh phía sau JBL ST200, đây là bản Mexico. Và đặc biệt cái dòng này bảo vệ chống cháy vì thế các bác đấu trực tiếp đằng sau đẩy, những cơ đẩy công suất lớn cũng được, hoặc là đằng sau loa thì chúng ta nghe rất là bền, hầu như không bao giờ cháy. Bên em bán rất là cũng được các bác ở xa đánh giá rất là tốt và nói chung là tiếng chép rất là thuyết phục tai người nghe dù là khó tính nhất. Và kể cả những bác mà thiên về chép nhiều mà cũng chơi rất nhiều loại chép rồi nhưng có mỗi cái dòng JBL của Mexico này là thuyết phục được tai những bác ấy, dòng phản hồi của khách hàng rất tốt. Còn bên em cũng đang test thử trực tiếp cho các bác. Và đặc biệt phía mặt trước này được thiết kế cái nhôm nguyên khối ấy, bằng khắc CNC rất là đẹp. Dưới trong đây nó được làm một cái đầu đạn dạng hỏa, đầu đạn rất là to, nhìn rất là gấu, đặc biệt là dòng chép hỏa tiễn cho chất âm rất là tươi, sáng, mịn và nhuyễn, hỗ trợ cho những dàn karaoke mà còn thiếu giải chép, thiếu những cái giải thanh âm cao thì đôi này nó hỗ trợ rất tốt, đặc biệt là những đôi loa 330-40 thì cái chép JBL này siêu to khổng lồ này có thể hỗ trợ tuyệt đối luôn ạ. Vâng, có những chân rất là đẹp, có những cái chân đồng nhìn rất là sang trọng, nó tôn lên cái chép JBL này rất là nhiều. Vâng, các bạn thấy không ạ, mặt trắng nhìn rất là nổi, họng rất là to, những cái giả thanh âm cao nó sẽ va đập ở phía trong này, sau đó là nó lan ken nó đến tai chúng ta, lan tỏa rất tốt, họng có độ phóng ra ngoài, thế nó cho cái độ âm cái thanh âm cao này nó phóng rất là xa. Đó là dòng chép hỏa tiễn nó lại có cái đặc điểm rất là hay. Vâng, nói chung là cái đồ là đây là chép bãi thôi nhưng về cái hình thức còn rất là đẹp, đến 90%, sơ sát một tí thôi, và là do vận chuyển từ bên Mexico về. Vâng, thì các bác thấy không ạ, vâng rất là đẹp long lanh nhá. Vâng, rất nhiều bác săn đón cái đôi này mà giờ hiện tại chưa sở hữu được thì các bác rất là tiếc, thì hôm nay bên em đã về rồi các bác nhé. Các bác hãy nhanh tay comment sở hữu cho mình những đôi là siêu dị, là chép rời siêu dị, siêu đẹp, siêu hay và siêu to khổng lồ đấy, nó cao khoảng gần 20 phân. Vâng, chiều này cũng phải được 10-45 phân nhá. Đó, vâng, thì bây giờ chúng ta đi trải nghiệm cái nhạc mà có chép và không có chép các bác nhá, để so sánh. Em tua lại nhạc từ đầu ạ. Vâng, em tua lại nhạc từ đầu, chúng ta cùng bắt đầu so sánh nhá. Vâng, trắng rất là đẹp. Vâng, các bác nghe thấy không ạ? Vâng, những giải thanh âm cao nó gẩy, nó đánh những cái tiếng nhạc cụ ấy, nó rất là tơi và mịn, cho cái bài hát bài nhạc được sáng tiếng rất là nhiều, bay bổng. Vâng, dám tắt đi này. Vâng, đó là nhạc không chép các bác nhé. Vâng, nhà này là nhạc không chép đấy ạ.
Vâng, em đấu một đôi loa và một kênh. Đó, và một đôi chép và một kênh thì chúng ta so sánh được ạ. Để em bật lên này các bác so sánh nhé, hỗ trợ rất tốt luôn. Đấy ạ. Các bác thấy không ạ? Cái độ phóng của nó ra ngoài rất là hay. Và cái bản nhạc sáng hơn rất là nhiều. Và cái đặc biệt cái này nó vừa nghe nhạc vừa hát karaoke cực kỳ là hay, nó không bao giờ gây chói. Như là dòng chép hỏa tiễn titan mà không bao giờ bị chói các bác nhá. Đây các bác nhìn ở phía họng trong này có một cái đầu đạn này. Rất là gấu, nhìn khỏe lắm ạ. Vâng, các bạn tắt đi các bác so sánh nhá. Vâng, nhạc không có chép đấy ạ. Bật lên để các bác so sánh, hỗ trợ dàn sao nhá. Rất sáng, cực kỳ sáng luôn. Em ở ngoài em thấy cái bài hát nó tươi sáng hơn rất là nhiều ạ, khi mà không có chép hỗ trợ. Và đặc biệt cái dòng này nó được hỗ trợ những cái dàn mà những đôi loa rất hay cháy chép, thì chúng ta thêm cái đôi này vào chế ở bên ngoài thì cực kỳ là hay và không bao giờ cháy. Vâng, thì đó là chi tiết về cái đôi loa chép siêu to khổng lồ, siêu dị, mang thương hiệu là JBL, model là ST200, bản Mexico. Vâng, các bác nào muốn sở hữu nhanh và ngay thì các bác hãy comment số điện thoại phía dưới video ạ. Bên em sẽ cập nhật tin tức và thông tin của bên em cũng để rất là chi tiết ở bên trên video. Dạ, và các bác cũng có thể gọi trực tiếp cho bên JK Audio để bên em hỗ trợ cho các bác sở hữu cho mình một đôi là siêu chép. Vâng, dần đến thời gian thì em cũng giới thiệu sơ qua về cái đôi là chép siêu to khổng lồ JBL. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và các bác hãy nhanh tay nhé, số lượng có hạn thôi ạ. Vâng, bác nào may mắn lắm thì mới sở hữu được. Vâng, sau cùng em xin chúc tất cả bác mọi người Tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, hẹn các bác vào các video tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.